được thành lập từ năm 1993, giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường. A&P Group tiền thân là công ty xây dựng, chuyên thi công các khu công nghiệp, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà máy và các hệ thống showroom cao cấp cho các tập đoàn Nhật Bản và quốc tế. Các gói thầu uy tín của A&P Group trải dài khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột với các dự án như Honda, Hazama, Mitsubishi, Fujitsu, Waco, Toto, Mabuchimoto Việt Nam, Halavimex Pipe Concrete, Prudential và Hitachi. Năm 1996, A&P Group mở rộng phát triển những lĩnh vực như thiết kế, thi công và phân phối trang thiết bị nội thất tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. Giai đoạn này, A&P Group bắt đầu sản xuất đồ gỗ chất lượng cao, mẫu mã đa dạng theo phong cách đương đại. Uy tín và tên tuổi của công ty nhanh chóng được khẳng định qua những gói thầu cung cấp nội thất cho các tập đoàn như Nokia và Samsung, toàn thị trường miền Nam và miền Trung, thi công hệ thống showroom cho hãng Motorola tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh và những dự án tầm cỡ khác. Bắt đầu từ năm 2003, A&P Group bắt đầu chuyển hướng kinh doanh và trở thành nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp qua các dự án cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Nha Trang và Phú Quốc với chiến lược xây dựng một chuỗi các dự án du lịch nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu. Tòa nhà AB Tower, cao ốc văn phòng hạng A đi vào hoạt động và lạc tại ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, 76A Lê Lai, quận 1. Khu nghỉ dưỡng biển Lamien được khai trương tại Mũi Né, đánh dấu bước khởi đầu của A&P vào thị trường du lịch và khách sạn cao cấp. A&P Group hợp tác cùng tập đoàn khách sạn Miner nâng cấp và cải tạo Lamien thành khu nghỉ dưỡng resort và spa đẳng cấp 5 sao mang tên Anantara Mũi Né Resort and Spa. A&P Group tiếp tục thực hiện những dự án mang tầm vĩ mô như Nam Nghi Phú Quốc Island, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, A&P Central Square, cao ốc thương mại giải trí hàng sang, khu resort Hòn Hèo, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố biển Nha Trang, đối diện trực tiếp quảng trường tháp Trầm Hương và bao bọc bởi ba con đường huyết mạch Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, cùng thiết kế hình cánh buồm căng gió ra khơi, giúp cho 484 unit hotel của A&P Central Square có 100% hướng biển toàn cảnh. Được thiết kế 36 tầng, 4 tầng trung tâm thương mại cao cấp, kết hợp với sảnh sân rộng, liên kết cùng quảng trường Trầm Hương để tạo ra tuyến phố đi bộ rộng lớn liên tục từ quảng trường tháp Trầm Hương xuyên qua trung tâm sảnh chính của tòa nhà. Nơi đây sẽ là nơi diễn ra các sự kiện lớn của thành phố Nha Trang trong tương lai. 22 tầng Phoenix Hotel có tổng cộng 484 phòng với thiết kế nội thất đẳng cấp 5 sao theo phong cách resort giữa lòng thành phố du lịch. Với phong cách resort trong City Hotel, A&P Group mong muốn đem lại sự khác biệt trong phong cách phát triển các dự án bất động sản du lịch của mình. Hồ bơi vô cực và gym, yoga, khu vui chơi trẻ em tầng 29 với tầm nhìn toàn cảnh con đường biển Trần Phú, với bãi biển dài thơ mộng để tô vẽ thêm cho A&P Central Square một bức tranh sống thư giãn và tận hưởng các tiện ích vượt trội ngay tại vị trí trung tâm của trung tâm. Hai tầng văn phòng và hai tầng áp mái là nhà hàng Sky Bar. Đẳng cấp của A&P Central Square được nâng lên thêm một tầm cao mới. Với nhà hàng Sky Bar tọa lạc trên đỉnh tòa nhà đã tô vẽ lên một bức tranh hoàn hảo về kiến trúc và tiện ích, đặc biệt phục vụ cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang. Nơi đây sẽ là nơi lý tưởng dễ hẹn hò, thư giãn và tận hưởng cuộc sống, ngắm nhìn trọn vẹn ánh bình minh đang lên và lãng mạn với buổi chiều tà khi ngắm nhìn hoàng hôn kéo về. Sự bùng nổ với âm thanh, ánh sáng tưng bừng hiện đại khi về đêm. Chắc chắn nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng khi đến với thành phố biển Nha Trang. Thật vậy, A&P Central Square, biểu tượng mới của Nha Trang, chào đón các bạn vào quý 4 năm 2018.